Thái Dầu xin mến chào các bạn nha. Hôm nay Thái Dầu xin chia sẻ các bạn một chiếc máy Kubota rất lâu đời các bạn. Chiếc này là chiếc Kubota 688W á các bạn. Cách đây cũng khoảng 10 năm á các bạn. 8 tới 10 năm á. Cái dòng máy này ra là lâu rồi. Nó là kế thằng 60 đó các bạn. 60 rồi tới 68G rồi là của Thái, mà 688W này là của Trung Quốc đó các bạn. Rồi xong đó là nó mới ra cái dòng là 70 á. 70 rồi nó ra tiếp tục cái dòng 105X đó các bạn. Thì lúc 70 chưa có đó thì nó có chiếc 95M rồi, nhưng mà Việt Nam chúng ta chưa có. Sau này mới nhập về. Còn chiếc này là chiếc Kubota là 688 nha các bạn, 688W nha, Q á. Thì mình quay cũng đủ các loại dòng máy các bạn. À, 60 có, 70 có, 95 có, 105X có, Yamaha có, nhưng mà mình còn đang thiếu chiếc Yamaha 85 với cái chiếc Isaki với cái chiếc Kubota DC 35. Nè, các bạn thấy cái tem không? Nè, Kubota 688 nha các bạn. Hay vậy ta. Ồ, một chú chuột quá tài. Chung máy nào thì cũng ngon hết nha các bạn. Nếu chúng ta xài chúng ta biết độ đồ vô, biết động cơ cho ngon là ok các bạn. Đó, thằng này tính ra 688 này chạy đâu thua 70 đâu các bạn. Nói chung á, các dòng máy ai mua máy gì phái máy đấy các bạn ơi, còn ai máy cưng á. Rồi vậy là xong một mẫu đất các bạn. Ra kia thử luôn.